Dạ luôn. À, dạ cho em hỏi, em phải lên số máy của chị Trang không ạ? Ừ, đúng rồi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nhi, gọi đến từ công ty AA Việt Nam á chị. Theo thông tin mà ghi nhận trên hệ thống á, thì chị Trang là người nhận được món quà từ người tặng là mẹ của chị tặng. Đó là dịch vụ song hành y tế. Ừ. Dạ, cảm ơn chị đã dành thời gian cho cuộc gọi này. Dạ thưa chị Trang, thì AA không chỉ là nhà chi trả của Bảo hiểm Nhân Thọ mà còn là người bạn đồng hành trong cuộc đời của khách hàng qua dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Dạ, thì đối với cái dịch vụ song hành y tế này là giúp cho khách hàng được tham vấn với các chuyên gia y tế đầu ngành trên thế giới để thấu hiểu hơn về bệnh án của mình và tiếp cận các phương pháp điều trị tối ưu, đồng thời còn giúp hỗ trợ tinh thần của khách hàng 24/7. Thì với cái dịch vụ này á, thì AA giúp cho quá trình điều trị bệnh được nhanh hơn, an toàn hơn và ít tốn kém hơn. Dạ, thì khi mà cái thủ tục này hoàn tất, nhận quà và sử dụng dịch vụ được kết nối tự động thông qua hệ thống tin nhắn và website chuyên biệt từ AA. Cho nên là khi nào mà chị Trang nhận được tin nhắn từ AA á, có gì chị dành ít phút để hoàn tất cái thủ tục cần thiết này giúp em nha. Ok. Dạ. À, do món quà có giá trị sử dụng cao á, thì em xin phép được hẹn gặp chị Trang để trình bày đầy đủ thông tin giúp chị có thể sử dụng hiệu quả các món quà ngay khi cần. Dạ, và làm một cái khảo sát chăm sóc sức khỏe trong vòng 15 phút để chị có một bản phân tích nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp toàn diện cho chị và cả gia đình. Dạ, không biết là thứ bảy tuần này 9 giờ sáng hoặc là 3 giờ chiều á, thì giờ nào sẽ tiện nhất cho chị ha? Thứ bảy 9 giờ sáng thì ok hơn em ơi. Dạ. Em rất vui là được hỗ trợ chị trong chương trình đặc biệt này của AA. Cảm ơn chị Trang, chúc chị nhiều sức khỏe và thành công hơn. Rồi, ok, hẹn gặp em thứ bảy. Dạ, em chào chị ạ.